Quay ngược thời gian về năm 2005, Internet có gì về Cristiano Ronaldo? Phần lớn các trang báo trên khắp thế giới đưa tin thưa thớt về cầu thủ khi đó đang chơi cho Manchester United. Trên một diễn đàn bóng đá ở Pháp, những cổ động viên phân trần với nhau rằng đây không phải là người ngoài hành tinh Ronaldo. Trên YouTube, chỉ có vài đoạn clip được người dùng chia sẻ về các pha bóng kỹ thuật của cầu thủ sinh năm 1985. Cũng có một bài phỏng vấn nhỏ. Ở đó, Ronaldo tóc bù xù và lấp bấp trả lời phóng viên: "Tôi đang cố gắng qua từng trận đấu. Tôi muốn giành mọi danh hiệu." 17 năm sau những ngày tháng sống động đó của tuổi đôi 10, Cristiano Ronaldo giờ trưởng thành hơn rất nhiều và đang sở hữu bộ nhận diện rất khác. Không ai còn nhầm anh với người ngoài hành tinh Ronaldo giống như cái thời anh mới chỉnh làng nữa. Thậm chí, những lớp cổ động viên trẻ tuổi ngày nay còn phải đi tìm hiểu về một cầu thủ người Brazil có tên trùng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Trên YouTube, cứ vài phút là có một video về Ronaldo với đủ mọi hình thức, từ tổng hợp bàn thắng, kể lại câu chuyện về năm quả bóng vàng, cho đến các video game. Tiêu chuẩn ăn khách giờ không áp dụng được với Ronaldo. Ngược lại, chính anh tạo ra chúng. Cứ điều gì liên quan tới Ronaldo là sẽ ăn khách. Từ Sporting Lisbon đến Man United, và từ Real Madrid tới Juventus, và trở lại Man United. Suốt 17, 18 năm qua, dường như chưa một ngày CR7 hết khát khao thi đấu, dù sở hữu sự nghiệp bóng đá lẫy lừng. Thật khó dùng mỹ từ nào để tả hết những gì mà Cristiano Ronaldo làm được trong suốt gần 2 thập kỷ qua, với vô vàn kỷ lục mà chỉ có những con số thống kê khô khan mới nói được. Xin mời anh em cùng chúng tôi nhìn lại quãng thời gian thi đấu đỉnh cao của Ronaldo qua từng mùa giải để thấy anh đã trở thành huyền thoại như thế nào. Mùa giải 2002-2003, Sporting Lisbon, 31 trận, 5 bàn. Gia nhập lò đào tạo trẻ của Andorinha từ năm 1992 khi mới 7 tuổi, sau đó chuyển tới Nacional từ năm 1995 cho tới năm 1997, rồi Sporting Lisbon năm 1997 cho tới năm 2002. Ronaldo chính thức bước vào thi đấu chuyên nghiệp ở mùa giải 2002-2003. Ở ngay trận đấu ra mắt đội 1 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Ronaldo đã lập cú đúp vào lưới của Moriense vào tháng 10 khi mới 17 tuổi. Mùa đó, anh có được danh hiệu siêu cúp Bồ Đào Nha. Ít lâu sau, anh gặp huấn luyện viên Wenger trên sân tập của Arsenal, nhưng không có vụ chuyển nhượng nào diễn ra do hai bên không thống nhất được mức lương. Mùa giải 2003-2004, Man United 40 trận, 6 bàn. Sau khi gây ấn tượng mạnh với Sir Alex tại một trận đấu giao hữu trước mùa giải, Ronaldo gia nhập Man United với phí chuyển nhượng 12,24 triệu bảng, kỷ lục với một cầu thủ tuổi teen ở Anh. Alex Ferguson gọi Ronaldo là một trong những cầu thủ thú vị nhất từng biết. Ở mùa giải đầu tiên, Ronaldo đã có danh hiệu đầu tiên với Man United bằng chức vô địch Cúp UEFA. Mùa giải 2004-2005, Man United 50 trận, 9 bàn. Man United chiêu mộ một cầu thủ tuổi teen khác, ngôi sao của Euro 2004, Wayne Rooney, và tiền đạo này đã đánh bại Ronaldo để giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp. Trong mùa giải này, Ronaldo đã thành công quả đá luân lưu tại chung kết Cúp UEFA, nhưng Man United lại thua chung cuộc Arsenal với tỷ số 4-5 sau khi hai đội hòa nhau không đều. Đây là mùa giải Ronaldo cùng Man United hoàn toàn trắng tay. Mùa giải 2005-2006, Man United 47 trận, 12 bàn. Đây là mùa giải đầy tranh cãi của Cristiano Ronaldo khi anh bị fan Benfica tấn công, sau đó bị đuổi khỏi derby Manchester vì phạm lỗi với Anico và bị Ruud van Nistelrooy chỉ trích vì khoa trương. Đỉnh điểm và màn va chạm với đồng đội Wayne Rooney ở World Cup 2006. Đây là mùa giải không quá thành công của Man United và Ronaldo, nhưng nó là tiền đề mở ra một chương cho lịch sử huy hoàng của Quỷ Đỏ. Mùa giải 2006-2007, Man United 53 trận, 23 bàn. Cựu hậu vệ Gary Neville của Man United tiết lộ Cristiano Ronaldo đã thay đổi rất nhiều sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2006. Sau khi trở về từ World Cup 2006, Ronaldo như một con người khác. Cậu ấy trưởng thành, quyết đoán hơn, cơ thể cũng cường tráng hơn. Thể hình cậu ấy phát triển nhanh đến mức tôi không ngờ được. Trước đó, Ronaldo là gã nhỏ con, không mạnh mẽ cho lắm. Thế rồi bỗng nhiên cậu ấy trông như võ sĩ boxing vậy. Gary Neville đã tiết lộ với tờ Mirror như vậy. Mùa giải mới bắt đầu bằng việc bị các fan ngoại hạng Anh lao ó vì khiến Rooney dính thẻ đỏ ở World Cup, nhưng Ronaldo sau đó đã biến nó thành mùa giải đột biến khi ghi 17 bàn ở Premier League và 23 bàn cả mùa. Ronaldo giành chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên cùng hai danh hiệu cá nhân của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Mùa giải 2007-2008, Man United 49 trận, 42 bàn. Đây là mùa giải bùng nổ và thành công nhất của Ronaldo tại Man United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là ngôi sao sáng nhất trong thành công giúp Man United có chức vô địch Champions League đầu tiên từ năm 1999, dù sút trượt pen ở trận chung kết gặp Chelsea.
Nhờ mùa giải bùng nổ kể trên, Ronaldo giành chiếc giày vàng châu Âu, tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi 31 bàn, giành tổng cộng 62 điểm. Cho đến bây giờ, Ronaldo vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Man United từng giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Cũng trong mùa giải 2007-2008 đó, cú sút phạt thân sâu vào lưới Portsmouth được mệnh danh là một trong những bàn thắng sút phạt đẹp nhất trong lịch sử Premier League. Chưa hết, năm 2008 còn chứng kiến Ronaldo giành được cả hai danh hiệu quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA cùng hàng loạt các giải thưởng cá nhân đáng chú ý khác. Mùa giải 2008-2009, Man United 53 trận, 26 bàn. Mùa giải 2008-2009 bị tác động mạnh bởi những tin đồn chuyển nhượng sang Real Madrid. Những cổ động viên Man United hẳn còn nhớ như in cú nã đại bác từ khoảng cách gần 40m của Ronaldo trong trận đấu gặp Porto tại đấu trường Champions League. Bàn thắng này giúp anh giành giải thưởng Puskás năm 2009. Với sự níu kéo của Sir Alex, Ronaldo chấp nhận ở lại Man United thêm một năm nữa. Anh giúp câu lạc bộ vô địch Premier League cuối mùa giải 2008-2009 và ghi được 26 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển sang Real Madrid với giá kỷ lục thế giới. Khi Ronaldo đến nhà hát của những giấc mơ vào mùa hè năm 2003 với giá 12,24 triệu bảng, anh trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó. Sau những mùa giải thi đấu ấn tượng ở Man United, Ronaldo đã gia nhập Real Madrid với phí chuyển nhượng 80 triệu bảng vào mùa hè năm 2009. Ngôi sao hiện tự do chính là cầu thủ đắt giá nhất mà Quỷ Đỏ từng bán trong lịch sử. Phần 1 của video xin phép khép lại. Và ngày mai thì chúng ta sẽ đến với phần 2, cũng là phần cuối của video này. Anh em nhớ đăng ký đón xem nhé.